Mến chào quý vị, ngày hôm nay Bích Nhạn xin chia sẻ với quý vị về mẫu họa tiết Tùng Hạc Diên Niên. Mẫu đồ án đang được sử dụng rộng rãi trên các vật phẩm trang trí của thương hiệu gốm sứ Cương Duyên. Như chúng ta thường thấy, chim hạc xuất hiện trên bộ tam sự với đồ án mà hạc ngự long quy, biểu tượng cho âm dương hòa hợp, mang phúc khí, uy nghiêm và tài lộc may mắn. Ngoài ra, hình ảnh chim hạc còn xuất hiện trên các đồ án lục bình tài lộc với đầy đủ các chiều cao từ 32cm trở lên cho tới lục bình tài lộc với kích thước lớn đặt cạnh hai bên ban thờ. Tại đây, Bích Nhạn cùng quý vị đang chiêm ngưỡng cặp lục bình tài lộc chiều cao 42cm với họa tiết tùng hạc. Cây tùng là một loài cây sống lâu năm trên các mỏm đá hoang sơ, cằn cỗi. Mặc dù thời tiết có khó khăn khắc nghiệt, nhưng cây tùng vẫn vươn lên, vượt qua mọi thử thách, vẫn bất chấp để tiến về một tương lai tươi sáng, biểu tượng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Chim hạc là một loài chim quý chỉ đứng sau phượng hoàng, được mệnh danh là hạc tiên cầm, biểu tượng cho sức khỏe, trường thọ và bình an. Ngoài ra, chim hạc cũng là biểu tượng của nhất phẩm điểu, đề cao con đường học vấn, trí tuệ, với mong cầu một tương lai tươi sáng, thành công và vinh hiển. Ngoài đồ án tùng hạc diên niên thì tại Cương Duyên, hình ảnh chim hạc còn được cách tân trên các hình ảnh mai hạc, sen hạc. Cương Duyên không ngừng sáng tạo nhưng vẫn lưu giữ và phát huy các vẻ đẹp truyền thống tâm linh trên mỗi tác phẩm. Cặp lục bình tùng hạc với chiều cao 42cm, đường kính thân 18cm, đường kính đáy 14,5cm. Với kích thước như vậy, chúng ta có thể trưng cặp lục bình tại các không gian phòng thờ có chiều dài từ 1,5m trở lên. Ngày thường chúng ta có thể cắm sen gỗ, còn những dịp lễ Tết ta có thể sử dụng hoa hồng, hoa cúc hoặc là hoa dơn hay những cành đào để giúp tăng sự trang nghiêm, vẻ đẹp của phòng thờ. Thêm đó, chúng ta có thể sử dụng cặp lục bình tùng hạc để trang trí cho không gian phòng khách hay các góc tủ chè nhà mình, giúp cho không gian được tươi mới, tinh tế và sáng tạo hơn. Hy vọng qua buổi video ngày hôm nay, quý vị có thể hiểu rõ hơn nữa về ý nghĩa sản phẩm cũng như ý nghĩa về mẫu họa tiết tùng hạc diên niên qua các vật phẩm ạ. Để trực tiếp lựa chọn được mẫu lục bình sao cho phù hợp nhất với không gian phòng thờ, phòng khách nhà mình, kính mời quý vị hãy ghé thăm xưởng chế tác trực tiếp của thương hiệu gốm sứ Cương Duyên, hệ thống trưng bày sản phẩm tại cụm khu công nghiệp Bát Tràng, hoặc liên hệ theo số điện thoại 0968 505 268 để được chuyên viên chúng tôi hỗ trợ một cách nhanh nhất. Tôi là Bích Nhạn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.